Trần Nhật Phong mến chào tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình đặc biệt cuối tuần ngày hôm nay được phát hình và phát thanh từ thành phố Houston, Texas. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và như thường lệ, mỗi cuối tuần chúng ta vẫn có chương trình đặc biệt, chủ yếu là tìm hiểu sâu mỗi vấn đề. Có thể đó là vấn đề liên quan tới thời sự, có thể là những gì mà quý vị quan tâm trên mạng xã hội, và cũng có thể nó là câu chuyện quá khứ lịch sử. Đó là cái chủ đích của chương trình đặc biệt mỗi cuối tuần của chúng ta. Và quý vị, chương trình đặc biệt cuối tuần ngày hôm nay, hai bản tin mà tôi có được cho thấy rằng là chính quyền của Joe Biden và những kẻ cánh tả đang tìm cách chặn tất cả những cái sự hỗ trợ cho Do Thái trước tiềm năng Do Thái đang có cái sự đe dọa gần như toàn diện ở Trung Đông. Và trong đó, hầu hết các nhân viên của Bộ Ngoại giao đòi trừng phạt Do Thái. Trong khi đó thì Ngoại trưởng của Hoa Kỳ là Antony Blinken đang cân nhắc một cái đạo luật đã có từ thập niên 1990 để trừng phạt Do Thái. Đây là một trong những cái tin mới nhất mà chúng ta có được. Và điều này cho thấy rằng là chính quyền của Joe Biden và đặc biệt là chiến dịch tranh cử của Joe Biden thì đúng hơn, đang tìm cách gọi là xoa dịu cộng đồng Ả Rập và Hồi giáo trước cái cuộc đối đầu của Do Thái với Iran và tổ chức khủng bố Hamas ở tại dải Gaza. Quý vị, chúng ta lướt qua bản tin trước đi, rồi sau đó chúng ta phân tích xem liệu Joe Biden có dám thay đổi chính sách của Hoa Kỳ với Do Thái hay không? Và nếu mà ông ta liều lĩnh làm chuyện này thì chuyện gì xảy ra? Quý vị, nhân viên của Bộ Ngoại giao kêu gọi phải trừng phạt thêm Do Thái. Đó là một trong những tin mới nhất trong một cuộc họp riêng biệt. Trong đó đã phát triển về việc mà cuộc họp của Bộ Ngoại giao và các nhân viên Bộ Ngoại giao gần như đã đồng nhất là kêu gọi thêm sự trừng phạt đối với Do Thái theo tường trình của Jewish Insider. Và sau khi mà chuyên gia về Á Châu là Kurt Campbell đã bắt đầu công việc mới của ông ta hồi tháng 2 là Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, đã bắt đầu hàng loạt những cái cuộc họp để lắng nghe những cái ý kiến của các nhân viên nằm trong Bộ Ngoại giao, gần như có tuyệt đối thống nhất các cuộc gọi, và trong đó bao gồm luôn những người mà tôi đã tôn trọng. Chúng ta cần phải có thêm lệnh cấm vận đối với Do Thái, chúng ta cần phải trừng phạt Do Thái, chúng ta cần phải có thêm những cái duyệt xét nghiêm túc về đường hướng mà chúng ta cấm vận họ, bao gồm luôn cả các cái hỗ trợ, rồi cắt giảm tất cả những hỗ trợ và giảm đi tất cả những cái vũ khí. Đó là lời phát biểu của một viên chức ngoại giao đã có hai thập niên làm việc tại Trung Đông, đã nói với tờ Insider. Và có rất nhiều người đưa ra không là không làm cái gì với lại cái cuộc tranh chấp này, và gần như là chúng ta cần phải có một hành động cứng rắn với Do Thái. Kể từ khi mà Hamas đã có cuộc tấn công ngày 7 tây tháng 10 vào lãnh thổ dải Gaza thì tình trạng đã có những cái sự phân hóa trên toàn quốc, trong đó các trường đại học và các công ty cũng như là từ chính quyền của liên bang. Trong đó thì Bộ Ngoại giao ít nhất là có hai viên chức đã từ chức để phản đối chính sách của ông Joe Biden hỗ trợ cho Do Thái, và hàng chục người khác đã ký kêu gọi là một cái bản thỉnh nguyện thư để mà gửi cho ông Ngoại trưởng Hoa Kỳ vào năm ngoái. Và trong đó thì Iran cũng đã có cuộc tấn công trực tiếp vào Do Thái chưa từng có vào hôm thứ Bảy tuần trước, và cuộc tranh chấp tại Trung Đông có thể gia tăng và có thể có những cái cuộc không tập nhắm vào lãnh thổ của Iran bởi lực lượng quốc phòng của Do Thái vào ngày thứ Sáu. Và trong ngày thứ Năm thì Hoa Kỳ và Vương quốc Anh đã có những cái lệnh cấm vận nhắm vào Iran để đối phó với tình trạng mà Tehran đã tấn công vào Do Thái. Bộ Tài chánh đặc trách về các cái tài sản nước ngoài, gọi tắt là OFAC, đã nhắm mục tiêu 16 người và hai công ty tại Iran đã sản xuất những cái drone để sử dụng trong cái cuộc tấn công ngày 13 tây. Và OFAC đồng thời cũng ban lệnh cấm vận với 5 công ty đã có liên quan tới việc sản xuất thép, và 3 công ty được nhà nước Iran hỗ trợ trong cái vấn đề sản xuất xe gọi là Batman Group, bị cáo buộc là đã có những cái nguyên liệu cung cấp cho lực lượng của Iran. Và giới chức của Bộ Ngoại giao đã nói với tờ Jewish Insider trong cái điều kiện giấu tên là vấn đề lãnh đạo thất bại của Bộ Ngoại giao hiện nay là cho thấy rõ ràng là cái chính sách và tại sao Tổng thống cần phải làm và cần phải có một cái buộc Do Thái phải có một cái sự đối diện, kể cả vấn đề của Hamas. Đây được xem là một trong những cái chi tiết mới nhất liên quan tới những nhân viên của Bộ Ngoại giao đang tìm cách áp lực là trừng phạt Do Thái trong cuộc chiến của họ tại dải Gaza. Bên cạnh đó thì quý vị, ngay tại Ý thì Antony Blinken nói rằng ông ta đã có quyết định trong việc mà
trừng phạt Do Thái trong cái được cáo buộc là vi phạm nhân quyền của Do Thái. Ok quý vị, Anthony Blinken cho biết ông ta đã có quyết định liên quan tới vấn đề nhân quyền cáo buộc nhắm vào Do Thái. Bản tin từ Washington cho biết thì ông Ngoại trưởng Hoa Kỳ Anthony Blinken trong ngày thứ Sáu nói rằng ông ta đã có quyết định về những cáo buộc nói rằng Do Thái đã vi phạm những cái luật của Hoa Kỳ nghiêm cấm cung cấp và hỗ trợ vũ khí cho những cá nhân là lực lượng an ninh nào mà đã vi phạm nhân quyền. Cái luật này có tên là Leahy, vốn đã được đưa ra bởi Thượng nghị sĩ Patrick Leahy vào cuối thập niên 90, nghiêm cấm cung cấp hỗ trợ quân sự cho cá nhân và các lực lượng quân sự nào mà đã có những hành động vi phạm nhân quyền nhưng mà chưa bị đưa ra công lý. Vào đầu tuần này thì cái tổ chức được xem là tin tức đầy cực tả là ProPublica đã mở cuộc điều tra, nói rằng là cái Bộ Ngoại giao được biết là đã có cái duyệt xét về cái cuộc diễn đàn gọi là Israel Leahy Vetting. Trong đó họ gần như là thúc đẩy và áp lực ông Anthony Blinken là phải trừng phạt với Do Thái. Ông Anthony Blinken đã không có một hành động nào theo tương trình của ProPublica. Tuy nhiên thì ông ta nói rằng là ông ta đang cân nhắc chuyện này. Tôi nghĩ rằng quý vị đang nói tới một cái đạo luật gọi là Leahy, mà là luật Leahy, và chúng tôi đang làm việc này và đó là một cái luật rất quan trọng, bởi vì một trong những cái đã được áp dụng và chúng tôi đang có cuộc điều tra và chúng tôi phải có thời gian để điều tra và tất cả được duyệt xét cẩn thận và dựa trên sự thật và phân tích nó. Đây là một trong những cái lời phát biểu của ông Anthony Blinken đưa ra. Quý vị, như vậy thì chúng ta sẽ thấy được cái vấn đề ở trong cái nguồn máy của liên bang. Tôi đã từng nói với quý vị, gần như trong liên bang là 70-80% là thành phần đi ra bỏ phiếu cho đảng Dân Chủ và thành phần thiên tả đều nằm trong chính quyền liên bang. Hầu hết là như vậy, tức là nhân viên của chính quyền liên bang, đặc biệt là Bộ Ngoại giao. Bộ Ngoại giao của Hoa Kỳ, xưa nay quý vị, là 80-90% đều là những nhân viên của đảng Dân Chủ và hầu hết họ làm việc với đảng Dân Chủ, họ bỏ phiếu cho đảng Dân Chủ và rồi thì họ trở thành nhân viên ngoại giao. Có kẻ thì là nhân viên ngoại giao chuyên nghiệp, có kẻ thì làm độ vài năm rồi rời khỏi cái Bộ Ngoại giao. Đại khái là Bộ Ngoại giao của Hoa Kỳ xưa nay, gần như 30 năm nay, đều là những thành phần có cái tư tưởng thiên tả nằm trong Bộ Ngoại giao. Thì quý vị, giờ phút này thì chúng ta thấy được là Anthony Blinken đang bị áp lực bởi các nhân viên của Bộ Ngoại giao. Điều này thì tôi không lạ, bởi vì cá nhân tôi đã từng làm việc với lại Bộ Ngoại giao trong cái thời gian mà tôi còn sinh hoạt trong cái lĩnh vực đấu tranh chống cộng sản. Thì quý vị có thể nói rằng là Bộ Ngoại giao là những kẻ thiên tả và những kẻ sẵn sàng thỏa hiệp với những chế độ độc tài toàn trị, đặc biệt là với Cộng sản Việt Nam và với Cộng sản Trung Quốc. Họ luôn làm giảm đi tất cả những cái báo cáo vi phạm nhân quyền của chế độ Cộng sản Việt Nam và chế độ Cộng sản Trung Quốc. Đây là cái mà tôi biết được của Bộ Ngoại giao, và nhất là cái Bộ Ngoại giao mà có liên quan tới Việt Nam đó quý vị, từ thời Bill Peterson. Bill Peterson vốn là một cựu quân nhân và một cựu tù nhân, và ông ta là kẻ nằm trong phong trào phản chiến trước đây cùng với là John Kerry. Khi mà Bill Clinton chính thức ban giao với lại Cộng sản Việt Nam năm 1995, Bill Peterson đã chính thức trở thành đại sứ Hoa Kỳ đầu tiên tại Việt Nam sau thời gian chiến tranh. Và chuyện gì xảy ra? Quý vị, Bill Peterson đã soạn thảo ra toàn bộ cái khung làm việc cho Bộ Ngoại giao, kể cả tòa đại sứ vẫn lãnh sự quán của Hoa Kỳ ở tại Việt Nam. Và quý vị, cái khung làm việc này là gần như là thỏa hiệp với Cộng sản Việt Nam, thỏa hiệp với Công an. Và chính điều này nó đã dẫn tới nhiều đại sứ sau này họ không nghĩ tới thay đổi khung khi mà họ nhận chức đại sứ, bất kể bên Cộng hòa bổ nhiệm hay bên Dân chủ bổ nhiệm. Họ không thay đổi cái khung quy tắc này, mà càng lúc thì cái khung quy tắc này càng nhân nhượng cho Cộng sản Việt Nam. Gần như 80% nhân viên của Bộ Ngoại giao làm việc trong Bộ Ngoại giao của Hoa Kỳ ở tại Việt Nam đó quý vị, là thành phần thiên tả hết. Và nếu nói một cách chính xác là đệ tử, tức là con em đệ tử của những kẻ tham gia phong trào phản chiến trước đây. Thì quý vị, tương tự như vậy ở bên Do Thái, và hầu hết nhân viên Bộ Ngoại giao đều là những thành phần thiên tả. Và có thể nói rằng là không những là Bộ Ngoại giao mà 80% nhân viên của chính quyền liên bang đều là những kẻ ghi danh bên đảng Dân Chủ, ghi danh bên đảng Dân Chủ, bỏ phiếu cho đảng Dân Chủ, và họ tìm cách duy trì cái công việc của họ bằng cách là bỏ phiếu theo tinh thần đảng phái để họ giữ được cái job của họ trong công việc của liên bang. Bởi vì ở Mỹ này quý vị, làm việc cho liên bang sướng lắm, lãnh lương rất là ngon,
và quyền lợi đầy đủ lắm. Do đó quý vị, đa số những thành viên của Đảng Dân Chủ đều nằm ở trong chính quyền liên bang. Và tương tự như vậy, và những năm sau này, bắt đầu từ khi mà bắt đầu Bill Clinton thúc đẩy toàn cầu hóa, thì quý vị, cái vấn đề Bộ Ngoại giao nó còn mở rộng hơn. Những thành phần thù hận Do Thái đã chui vào Bộ Ngoại giao và có những kẻ lịch trình làm việc 30 năm. Có thể nói là trên 30 năm kể từ khi Bill Clinton thúc đẩy cái toàn cầu hóa, thì có những kẻ được xem là có cái tư tưởng bài Do Thái chui vào trong Bộ Ngoại giao và bắt đầu từ trong Bộ Ngoại giao họ bắt đầu đưa ra những cái ý kiến được xem là không phải chính thức ở trong các phiên họp, nhưng mà họ đi rỉ tai từ nhiều năm nay, họ đi rỉ tai hết chuyện này tới chuyện khác nhắm vào Do Thái. Và quý vị, điều này nó đã xảy ra, do đó tôi cũng không lấy làm lạ khi mà tất cả nhân viên Bộ Ngoại giao gần như tuyệt đối là đội trừng phạt Do Thái và không nhắc nhở gì tới Hamas và Iran. Không nhắc nhở gì hết, họ không nhìn vào cái gốc vấn đề. Họ cố tình khai thác cái ngọn vấn đề với con số mà phía Palestine đưa ra. Tức là giới chức y tế của Palestine có dính dáng tới Hamas đưa ra 34.000 người Palestine đã bị thiệt mạng ở tại dãy Gaza. Đây là con số không phải do những tổ chức độc lập đưa ra, mà do cái bộ y tế nằm dưới sự quản trị của Hamas đưa ra. Thì quý vị, họ dựa trên con số này, sau 7 tháng cuộc chiến bùng nổ, rồi họ nói rằng là phải áp lực Do Thái và sử dụng cái đạo luật gọi là Leahy của ông Patrick Leahy ở cuối thập niên 90. Đây là cái đạo luật nghiêm cấm cung cấp vũ khí cho những cá nhân, những tổ chức quân sự mà vi phạm nhân quyền. Quý vị nghe câu này chưa? Vi phạm nhân quyền và chưa bị đưa ra công lý. Nếu mà đi tới tận cùng của cái đạo luật này quý vị, thì có lẽ là quân đội Hoa Kỳ, có lẽ là quân đội Hoa Kỳ cũng phải bị ảnh hưởng bởi cái luật này. Tại vì các cuộc chiến ở Afghanistan, ở Iraq và kể cả ở Syria, quý vị nói cho tôi nghe đi, có bao nhiêu thường dân đã bị thiệt mạng? Có bao nhiêu thường dân đã bị thiệt mạng? Nhưng mà luật của Hoa Kỳ rất rõ ràng là phía tòa án quân sự họ xét riêng, họ không dính dáng gì tới dân sự hết. Ok quý vị? Và nó, cái đạo luật Leahy này không thể áp dụng với Do Thái, bởi vì Do Thái thứ nhất là đồng minh cốt lõi của Hoa Kỳ. Thứ hai, nếu có vi phạm nhân quyền thì từng cá nhân đó sẽ bị truy tố trước tòa án quân sự. Trước tòa án quân sự không có dính dáng gì tới Bộ Ngoại giao cả. Nhưng bây giờ nhân viên Bộ Ngoại giao áp lực là bởi vì quý vị, Bộ Ngoại giao nắm cái ngân sách tài trợ cho những quốc gia ở bên ngoài mỗi một năm qua cái quỹ gọi là USA. Tức là sự hỗ trợ của Hoa Kỳ do Bộ Ngoại giao nắm. Quý vị, trong bản báo cáo nhân quyền và chính Cộng sản Việt Nam đã bị đưa vào danh sách CBC, tức là những quốc gia bị quan tâm về tôn giáo và những cái trò bức hại về quyền con người và bức hại về chính trị ở tại Việt Nam, Bộ Ngoại giao đã có hành động trừng phạt nào chưa? Không hề có. Tất cả những cái quỹ tài trợ cho Việt Nam, từ cái quỹ mà cung cấp cho du học sinh cho tới cái quỹ mà xóa đói giảm nghèo rồi hỗ trợ cái này cái kia, Bộ Ngoại giao đã cắt chưa? Sau khi đã có quyết định chính thức từ Bộ Tài chánh và kể cả Bộ Ngoại giao và Quỹ ban đối ngoại của Hoa Kỳ đã xếp Cộng sản Việt Nam vào danh sách gọi là CBC bị quan tâm về tôn giáo, và các báo cáo nhân quyền cho thấy mỗi một năm Cộng sản Việt Nam vi phạm bao nhiêu cái vấn đề nhân quyền, bức hại các người đối lập như thế nào. Bộ Ngoại giao có hành động trừng phạt chưa? Thì quý vị, điều này cho thấy là những kẻ gọi là thiên tả, đạo đức giả nằm trong Bộ Ngoại giao. Bây giờ nêu lên con số 34.000 người Palestine bị thiệt mạng. 34.000 con số này là do phía giới chức y tế của Palestine đưa ra. Trong đó họ không nói rõ bao nhiêu trong số 34.000 này là thành viên của Hamas. Và phía của Do Thái cho biết là ít nhất họ đã sát hại 18.000 binh lính, binh sĩ của Hamas. 18.000 binh sĩ của Hamas trong cuộc chiến kéo dài 7 tháng qua. Thì quý vị, con số 34.000 người này thì có bao nhiêu người là thành viên của Hamas, cảm tình viên của Hamas, nói cho tôi nghe đi. Bây giờ đòi cấm vận Do Thái. Điều này cho thấy rõ ràng là Joe Biden đang tìm cách áp lực để ông Netanyahu phải từ chức. Bởi vì nếu như mà phía Bộ Ngoại giao cắt bỏ những cái quỹ dành cho Do Thái, kể cả cái quỹ hỗ trợ về quân sự,
thì chắc chắn rằng đảng đối lập của Do Thái sẽ quy trách nhiệm cho ông Netanyahu là ông ta là cái người chịu trách nhiệm hoàn toàn trong vai trò thủ tướng của Do Thái đã đánh mất sự hỗ trợ về quân sự của Hoa Kỳ. Thì quý vị, đây là cái cách mà Joe Biden và Chuck Schumer đang tìm cách gài độ để ép ông Netanyahu từ chức. Bởi vì Netanyahu không lắng nghe tiếng nói của Joe Biden và không chịu áp lực của Joe Biden trong việc mà gọi là tấn công dải Gaza hay là đối đầu với Iran. Thì quý vị, do đó bây giờ thay vì Joe Biden ra mặt thì Joe Biden bắt đầu dùng những cái trò dơ bẩn nhất là nhân viên dưới quyền trong Bộ Ngoại giao đồng nhất yêu cầu trừng phạt Do Thái và dùng cái lý do này để uy hiếp ông Netanyahu. Tức là Joe Biden vẫn muốn loại trừ Netanyahu ra khỏi cái chức vị thủ tướng bởi vì Netanyahu đã không chấp nhận nhượng bộ cho Hamas và không chấp nhận nhượng bộ cho Palestine. Nếu như mà cần thiết phải đi một cuộc chiến lớn hơn, Netanyahu vẫn làm. Do đó quý vị, nó ngoài tầm kiểm soát và nếu cái tình hình căng thẳng của Trung Đông cứ đẩy lên cao thì kẻ thiệt hại chính là Joe Biden. Bây giờ quý vị, cuộc chiến của Do Thái kéo dài 7 tháng qua ở tại dải Gaza, chúng ta thấy được những gì? Chúng ta thấy được là từ Michigan qua tới Minnesota là có những cái cuộc gọi là kêu gọi tẩy chay Joe Biden rồi. Từ đảng Dân Chủ. Từ đảng Dân Chủ nha quý vị. Chưa kể là trong tuần trước thì quý vị thấy là nguyên một tuần lễ những kẻ ủng hộ cho Palestine đã liên tục vi phạm luật pháp bằng cách chặn đường ở các thành phố lớn từ Seattle xuống tới San Francisco qua tới New York. Họ chặn đường gây kẹt xe và gây bất ổn xã hội cho người dân. Thì quý vị, những kẻ này đã liên tục gây áp lực với Joe Biden. Thậm chí là có những kẻ còn gọi Joe Biden là genocide nữa mà. Thì Joe Biden bây giờ đang bị mất phiếu của khối Ả Rập và Hồi giáo. Bây giờ ông ta tìm cách gọi là xoa dịu khối phiếu này bằng cách là kỳ rồi thì quý vị thấy là có một số người tái định cư của Do Thái đã bị trừng phạt kinh tế. Hai tổ chức giúp đỡ cho người tái định cư Do Thái cũng đã bị trừng phạt bằng cái lệnh gọi là cấm vận rồi. Thì quý vị, bây giờ ông ta đang chuẩn bị làm thêm một lần nữa để xoa dịu cái khối cử tri này. Nhưng mà giống như tôi nói là cái chiến lược của Hoa Kỳ, Joe Biden không làm gì được. Nếu ông ta không muốn bị đứt gánh giữa chừng, ông ta vẫn phải duy trì sự ủng hộ cho Do Thái. Còn nếu không, ông ta sẽ out game trước cái ngày 20 tây tháng 1 sắp tới đây. Nếu ông ta thay đổi chính sách đối với Do Thái, bởi vì tôi nói rất rõ ràng, người dân Hoa Kỳ và chính phủ Hoa Kỳ, kể cả quốc hội, từ năm 1948 bây giờ, tức là từ lúc Do Thái lập quốc tới bây giờ, Do Thái là đồng minh thân cận lâu đời nhất và là đồng minh cốt lõi của Hoa Kỳ tại Trung Đông. No matter what, không ai thay đổi được chính sách này. Không một ai có thể thay đổi được chính sách này, kể cả Joe Biden. Nhưng bây giờ thì quý vị thấy rõ ràng là Bộ Ngoại giao dưới quyền của Antony Blinken và Antony Blinken đã cố tình để cho nhân viên của họ tiết lộ phiên họp này. Đây là cái private session, tức là một cái phiên họp kín của Bộ Ngoại giao, ai tiết lộ ra? Nếu không có chỉ đạo của Antony Blinken cố tình tiết lộ những cái tin này ra để đo lường dư luận trước khi mà ông ta đi tới quyết định. Tức là chính Antony Blinken đã ra lệnh cho lính dưới quyền của mình cố tình tiết lộ những thông tin này cho báo chí biết để bắt đầu tạo cái áp lực dư luận để mà có thể trừng phạt Do Thái. Trong lúc Do Thái đang chuẩn bị có một cuộc tấn công trả đũa lớn hơn nhắm vào Iran. Cuộc trả đũa vừa rồi phía Do Thái vẫn giữ im lặng. Người ta không biết có phải của Do Thái hay không. Bên Iran thì nói rằng họ cũng không thấy có đó của Do Thái. Họ chưa xác định được ba cái tròn đó của ai. Thì quý vị, coi như cái cuộc tấn công vừa rồi nó chưa phải là một cuộc tấn công chính thức của Do Thái. Và ngọn lửa này vẫn đang ẩm ỉ. Thì bây giờ Antony Blinken và Joe Biden đang tìm cách vừa đấm vừa xoa, tức là thỏa mãn cho Netanyahu thì thỏa mãn không được, cho nên bây giờ mới muốn sử dụng cái nguồn dư luận này để áp lực Netanyahu phải thực hiện nhượng bộ. Nếu như mà cắt bỏ cái ngân sách hỗ trợ quân sự hay cắt bỏ cái việc tài trợ quân sự, nhưng mà quý vị, cái này đó là nó không nằm trong tay của Antony Blinken, nó nằm trong tay của quốc hội.
Quốc hội đã ngày hôm nay sẽ duyệt 23 tỷ Mỹ kim hỗ trợ cho Do Thái. Thì Anthony Blinken tất cả làm cũng phải theo luật, tại vì cái luật được bỏ trên sàn Quốc hội và sẽ được bỏ trên sàn của Thượng viện, và Joe Biden sẽ ký cái luật này. Thì quý vị, Anthony Blinken cũng không thể cắt được. Nhưng ông ta muốn tiết lộ cái tin này ra để tạo áp lực trước khi có cuộc bỏ phiếu ở tại Quốc hội. Nhưng giống như tôi nói, đảng Dân Chủ có một số thành phần cấp tiến cực tả bài Do Thái, nhưng đại đa số ở lại còn lại đều là những người ủng hộ cho Do Thái. Đại đa số ở lại, có điều là bên đảng Dân Chủ thì họ không thích ông Netanyahu tại vì ông thuộc cánh bảo thủ. Do đó quý vị, Anthony Blinken cố tình tiết lộ cái tin này ra trước khi có cuộc bỏ phiếu cho ngân sách hỗ trợ cho nước ngoài gồm có Ukraine, Do Thái, Đài Loan. Thì quý vị, ông ta cố tình nói về cái này và để cho ký giả hỏi ông ta về cái đạo luật Leahy, là cái đạo luật mà cấm tài trợ vũ khí cho cá nhân hay là những cái lực lượng vũ trang mà ông ta cho là vi phạm nhân quyền. Trong khi đó quý vị, phía Do Thái họ làm việc rất cẩn thận. Mỗi khi họ tấn công là họ đều báo cho phía cơ quan tình báo Hoa Kỳ và lực lượng quân sự của Hoa Kỳ biết họ đánh tới đâu. Họ đánh tới đâu và họ mở cuộc không tập như thế nào. Quý vị rất rõ ràng. Và họ đã đưa xe cho xem những cái map, tức là những cái vị trí họ tấn công. Vấn đề là nhóm Hamas nó điếm đàng hơn. Tôi không biết là Quốc phòng có xì cái tin này ra hay không, tôi không biết. Nhưng mà mỗi lần mà nhắm vào các vị trí quân sự của Hamas thì lập tức có thường dân ở đó. Rồi bắt đầu tri hô lên là có thường dân vô tội bị chết. Quý vị, đám Hamas này núp trong dân và đưa dân ra làm một cái bị thịt để che chắn cho họ. Và chúng ta đã biết ngay từ đầu cuộc chiến này bùng nổ. Do đó quý vị, cái việc mà gọi là áp lực Do Thái theo kiểu này nó sẽ không có hữu hiệu. Bởi vì đại đa số dân chúng Hoa Kỳ vẫn ủng hộ cho Do Thái. No matter what. Và trên Quốc hội của Hoa Kỳ, 435 thành viên ở Hạ viện và 100 thành viên ở Thượng viện, đa số đều ủng hộ cho Do Thái. Vấn đề còn lại là Joe Biden chỉ không có thể nào gọi là rút lại cái việc ủng hộ cho Do Thái được. Nhưng ông ta sử dụng cái này để áp lực khiến cho Netanyahu bị mất điểm và có thể sẽ bị áp lực tổ chức lại bầu cử để mà đẩy Netanyahu ra khỏi quyền lực, đưa lực lượng cánh tả ở tại Do Thái lên nắm quyền. Đây là mục tiêu của Joe Biden. Và thứ hai là ông ta muốn xoa dịu cái khối cử tri ở tại Michigan, ở tại Minnesota. Khối cử tri Ả Rập đang có cái chiến dịch vận động chống không bỏ phiếu cho Joe Biden. Thì quý vị, những điều này cho thấy rõ ràng là đang có một cái ẩn ý chính trị trong cái sự xung đột tại Trung Đông. Tức là cái cuộc xung đột tại Trung Đông nó không phải chỉ là vấn đề giữa Iran và Do Thái, giữa Do Thái và Hamas, mà nó còn có cái cuộc xung đột về mặt chính trị giữa cái tư tưởng khuynh tả và cái chính sách bảo thủ của Netanyahu. Joe Biden đã ngay từ ngày đầu nhận chức, ông ta đã không ưa Netanyahu. Quý vị đừng quên, Netanyahu đã đắc cử từ tháng 12 năm 2022. Nhưng mà mãi tới tháng 9 năm 2023 thì Joe Biden mới đích thân gặp Netanyahu, nhưng lại không gặp ở tòa Bạch Ốc mà gặp trong lúc mà Netanyahu bay qua Mỹ để dự cái đại hội đồng Liên Hợp Quốc vào tháng 9. Thì ở chỗ đó mới gặp nhau với một cái khách sạn thôi. Trong khi đó quý vị, truyền thống của Hoa Kỳ, mỗi đời tổng thống, sau khi mà Hoa Kỳ có được cái đời tổng thống mới thì đích thân lãnh đạo Do Thái bay qua. Còn nếu như mà tân lãnh đạo của Do Thái lên nhận nhiệm vụ đó, thì cái chuyện đầu tiên hết là họ đích thân bay tới tòa Bạch Ốc hoặc là Camp David để họp với tổng thống Mỹ, để thảo luận về cái đường hướng chiến lược của họ ở tại Trung Đông trong những năm tháng tới. Nhưng mà Joe Biden đã từ chối không gặp Netanyahu. Mãi cho tới tháng 9 thì mới gặp Netanyahu, trong lúc Netanyahu bay qua New York để dự cái đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Thì quý vị thấy rõ ràng Joe Biden đã bộc lộ cái sự gọi là thành kiến với lại Netanyahu rồi. Bởi vì Netanyahu là đồng minh thân cận của ông Trump. Chính vì vậy mà, nhưng mà cuối cùng thì bất ngờ Hamas mở cuộc tấn công ngày 7 tháng 10. Nó thay đổi toàn bộ cái dự tính của Joe Biden.
Bây giờ ông ta đứng trước cả ba đường. Phải tiếp tục ủng hộ cho Do Thái, nhưng làm cách nào để xoa dịu cái khối cử tri Hồi giáo và Ả Rập ở tại Mỹ, và làm cách nào để mà xoa dịu những kẻ đang là những nhân viên của ông ta ở trong tất cả các cơ cấu của chính quyền liên bang, đặc biệt là Bộ Ngoại giao. Tại vì Bộ Ngoại giao và chính quyền liên bang hầu hết đều ghi danh bên Đảng Dân Chủ. Quý vị thấy tại sao DC 700.000 dân đều là của Đảng Dân Chủ, là bởi vì họ làm việc cho chính quyền liên bang. Đa số 700.000 dân ở tại Washington DC, tức là District of Columbia đó, đều làm việc cho chính quyền liên bang. Do đó họ ghi danh bên Đảng Dân Chủ không? Thì quý vị, nhưng nhờ cuộc chiến của Do Thái với Hamas, cuộc chiến của Do Thái với Iran sắp tới, nó sẽ cho thấy được toàn bộ cái việc chính trị hóa trong cơ cấu chính quyền liên bang như thế nào. Và những kẻ mà gọi là ủng hộ cho Đảng Dân Chủ đã núp ở trong các cái cơ cấu của chính quyền liên bang như thế nào. Thì quý vị, that's why họ bằng mọi giá chống ông Trump. Là bởi vì họ biết được khi mà ông Trump lên, Heritage Foundation sẽ có một cái chiến lược sa thải hàng loạt và thay đổi quy tắc toàn bộ của chính quyền liên bang để không để cho cái đám này nó len lỏi vào nữa. Và quý vị, cuộc chiến của Do Thái với Hamas và cuộc chiến của Do Thái sắp sửa với lại Iran, nó đang tác động trực tiếp vào cái nền chính trị của Hoa Kỳ. Và nó càng làm cho những cái gì được che giấu từ bấy lâu nay bị phanh phui ra. Bị phanh phui ra rất rõ ràng. Và chúng ta thấy được là ở trong cái cơ cấu chính quyền liên bang, những con dòi bọ nó trốn trong đó nhiều năm, nó vẫn tiếp tục và phát triển cái hệ ý thức hệ của nó và tiếp tục tìm cách giành cái quyền lợi của họ ở trong cái chính quyền liên bang. Ok quý vị, đó là cái bài phân tích về tình trạng mà Anthony Blinken và Joe Biden đang muốn lợi dụng cái chuyện gọi là có sự áp lực của nhân viên Bộ Ngoại giao để tìm cách trừng phạt Do Thái. Nhưng mà chính ra là trừng phạt riêng với cá nhân ông Netanyahu và đảng bảo thủ của ông ta thì đúng hơn. Đây là cái bài phân tích trong cái chương trình đặc biệt cuối tuần này cho quý vị thấy những cái điếm đàn của Đảng Dân Chủ và những cái điếm đàn của Joe Biden trong cái vấn đề mà do cuộc xung đột của Do Thái với lại các tổ chức Hồi giáo khủng bố ở tại Trung Đông và nhà nước tài trợ khủng bố là Iran. Cảm ơn tất cả các khán giả rất là nhiều. Phong sẽ trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong những chương trình kế tiếp của TMP Channel. Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào tất cả khán thính giả và chúng ta sẽ gặp lại sau. Bye bye!